hồi bé đó tôi cũng được gói bánh chưng, được học gói bánh chưng, thích vô cùng. Nhưng mà hôm nay để tôi xem tôi sẽ học được thêm những gì từ Phương Mai nhé. Cũng như là tôi chưa bao giờ được gói bánh tét, hôm nay là lần đầu tiên tôi sẽ học. Và tôi về nhà chắc là sẽ phải thực tập một chút xíu, okay, xem Phương Mai gói bánh chưng như thế nào mà. Phương Mai không có dùng khuôn ạ. Dạ, cái này bánh tét chị. Dạ, em gói bánh tét, dạ. Dạ, vâng. Cũng bánh tét luôn, để xem bánh tét ở đây có khác với lại bánh tét của nhóm số 1 hay không. Nhóm số 1 là original từ Việt Nam sang. Ở đây mình đã bao nhiêu lâu ở đây rồi ạ? Dạ, em thì ở đây lâu lắm rồi. Thành ra những cái gì mà ở Việt Nam thì đối với em thì nó hơi khác. Bởi vì ngày xưa em cứ theo bà ngoại hay là mẹ phụ giúp thì lâu lắm rồi. Bây giờ em bắt đầu, em muốn làm để em đại diện ở đền Bà Chúa Xứ Thánh Mẫu ở Los. Thì như vậy là để mình sẽ xem có cái khác nhau giữa hai cái bánh hay không, phải không? Lúc nãy thì Quỳnh Hương hỏi chị Nước cái cách ướp thịt và nhân, thì không biết là bên này chị Mai ướp có gì khác không? Thịt đó thì em mua về em rửa bằng nước nóng, rồi em để chanh vô với muối, em ngâm một lúc, rồi sau đó thì em cũng xả lại bằng nước nóng, nhưng mà em không có luộc qua, nhưng mà em chỉ xả lại bằng nước nóng, rồi em giả hành, tiêu, đường, muối, rồi em mới ướp vào cái thịt để qua một đêm. Nhưng mà trong cái thời gian em để qua đêm thì em bao nó lại như vậy, thì em để vào tủ lạnh. Thì em để vào tủ lạnh thì sáng hôm nay đi thì em chỉ bưng ra em đi thôi. Như vậy thì gạo và đậu chị có ướp chút xíu gì trong đó không? Cái gạo đó thì em phải vo trước. Em vo rồi nước nó hơi trong rồi thì em để vô chút muối, thì em hãy bồi dồi nó lại thêm một lần nữa để cho cái gạo nó sạch và nó có thể là giữ lâu, nó không có thiêu. Rồi cái đậu này cũng vậy, em cũng xả đi cho nên đến cái nước gần trong rồi đó thì em cũng bỏ vô một chút muối, rồi em bóp nó, rồi em xả trở lại hai ba nước nữa. Khi mà nó có cái chất muối á, thì nó giữ được lâu, nó không có thiêu được cái bánh. Nếu mà mình để ở ngoài, mình không cần để trong tủ lạnh. Cảm ơn chị nha. Bây giờ chị bắt đầu gói. Anh Kevin Hiệp có thắc mắc gì? Cho Hiệp hỏi là chị ở cái nhóm số 1 là cột bằng dây lạc. Dây này là dây gì? Dây chuối. Dạ, dây chuối. Còn tại sao chị lại cột bằng dây ni lông? Tại vì không biết đi kiếm dây chuối. Tức là, tại vì mình, ở xứ Mỹ mình đụng dây Mỹ. Gì mình cột dây đó phải không? Tại vì ở Mỹ lâu quá rồi quên dây chuối. Năm tới chị qua tiệm em cho giải chị cột luôn. Ok. Mời chị bắt đầu gói nha. Dạ vâng, kính thưa quý vị, bên cạnh Hằng Ni đây là hai người trẻ tại cộng đồng Việt Nam của chúng ta. Và Hằng Ni cũng muốn biết là những cái bạn trẻ suy nghĩ như thế nào về Tết của Việt Nam của mình. Thứ nhất thì Amanda, let me ask you a question. What do you think about Vietnamese New Year? It's really fun. I like all the celebrating and the fireworks. Yeah. What about Chris? What is your favorite thing about Vietnamese New Year? I like that all my family from everywhere, they just come to one place and we just celebrate together. So man. You guys not even mention the sea part. How come? I don't know. You know what? That's my favorite part now. That's the red envelope, right? Yeah. Okay. Do you guys know about our culture of the bánh tét bánh chưng? Yes. Every New Year we should have bánh tét bánh chưng on our table. Yes. Is that your guys' favorite? Yeah, I really like it because my mom usually like fries it and then. It's like, I think everyone does that, right? No? Or, yeah? Okay, so on your celebration table, what are the food that your mom feed you? There's a lot of food. And obviously there's bánh chưng and bánh tét. And we just have typical party food like bánh bèo and all that. Mook, yeah. Yeah, it's a lot of things I don't know how to say, but I just eat it anyways. So tell me your feelings about Vietnamese New Year one last time.
What? Your feelings about Vietnamese New Year? I just like the celebrating and yeah, that festival. Yeah, the ride. Yeah, there's a lot of festivities. There's a lot of things that go on the city, like the parade and the festival, and it's just a time to celebrate a new year. Yeah. Family get together, right? Okay, thank you so much, guys. Any last words to our audience? Chúc Tết, maybe? Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Thank you, guys. Happy New Year to you guys. Quý vị cũng đang theo dõi cái phần gói bánh tét của chị Mai. Nhóm số 2, chị cũng gói bánh tét. Cái cách ướp thì một chút xíu khác với lại nhóm số 1. Và bây giờ thì chúng ta đang xem coi cái cách gói của chị như thế nào. Chị đừng có rung, em thấy chị cầm cục thịt mà sao nó rung dữ vậy? Chị ơi, cái bánh này đó anh Hiệp, anh sẽ ăn thử cho 2 miếng thịt được không? Em thấy chị cầm cái điều mà khác biệt mà chúng tôi thấy đó, cái thịt mà ở nhóm số 1 và nhóm số 2. Thịt số 1 đó thì là nó là một cái cục thịt dài, trong khi đó thịt ở nhóm thứ 2 đó, đây là một cái miếng thịt ba rọi, có phải không? Nó cũng dài giống nhau mà em thấy. Dài nhưng mà thịt như có vẻ là đã có bầm ra hay là như thế nào? Nãy giờ em thấy là cục này với cục kia nó cũng giống nhau. Số 1 dày hơn, dày số 2 mỏng hơn, đúng không? Như vậy thì để xem coi cái dày với lại cái mỏng gói nó có khác hay không. Nhưng mà đậu thì cũng hai nhóm cùng đều là đậu nguyên hột chứ không có đậu... Không có phải là đậu xay ra. Xay. Chị nấu mấy tiếng? Nấu từ 8 tiếng đến 9 tiếng. 8 tiếng đến 9 tiếng. Cảm thấy cái đòn bánh tét nó mềm á, thì nó sẽ nhừ đi cái nếp. Sắm thì nó ngon, nó có mùi thơm hơn. Khi mà mình nấu cái đậu chín rồi thì tôi thấy nó khác, mỗi người có một cái ý riêng. Nhưng mà cái đậu sắm thì nó theo cái ngày xưa, theo ông bà ngoại làm hay là cha mẹ làm. Thì ở cái vùng tôi thì là nấu đậu sắm. Cô Bằng ơi, ngày mai mình sẽ nếm để xem coi cái bánh mà nấu 12 tiếng với cái bánh nấu khoảng 9 tiếng nó khác biệt như thế nào. Cho mời, hỏi, mời chị tiếp tục. Ví dụ như bây giờ chị nấu 8-9 tiếng mà rủi nó không chín làm sao? Nó phải chín chứ. Ồ, chín hả? Nhưng mà chín. Sao thường thường Hiệp đi ra, mỗi lần Tết mà Hiệp đi ra Hiệp hay mua nhầm bánh tét với bánh chưng, nó bị sống lắm rồi. Hiệp không biết sao Hiệp ăn, là Hiệp dẹp chiên hên. Không? Tại vì mà ăn bánh chưng sống là hên. Yeah. Có thể từ cái ở trên đó nó thiếu nước cho nên nó sống. Còn nếu như mình nấu vào khoảng 4 tiếng, mình bắt đầu mình trở từ cái dưới lên trên, cái trên xuống dưới rồi để cho nó ngập nước lên lại thì nó tiếp tục sôi mà mình canh nước đừng để cho nó cạn. Vậy là mai mốt em đi ra ngoài em mua, em nói cái nào nó nằm ở dưới thì em mua, cái nằm ở trên thì em không mua. Cũng là cả một cái nghệ thuật nấu chứ không phải là chỉ có nghệ thuật gói thôi, phải không ạ? Dạ. Chúng tôi xin lưu ý các thí sinh là khi quý vị gói bánh chưng hoặc là bánh tét thì xin quý vị dời những cái nồi hoặc là những cái rổ đựng những cái bánh chưng bánh tét sang một bên để ống kính truyền hình có thể nhìn thấy rằng cái cách quý vị gói khéo léo như thế nào. Chúng tôi xin nhắc lại là xin quý vị khi mà gói bánh chưng bánh tét, xin quý vị dời những cái phần trước mặt của cái phần gói của quý vị sang một bên để ống kính truyền hình có thể lấy được những cái hình ảnh quý vị gói bánh chưng bánh tét. Đang theo dõi ngày đầu tiên của cuộc thi bánh chưng bánh tét diễn ra tại Phước Lộc Thọ, khu Westminster do Little Sài Gòn TV tổ chức. Và thưa quý vị, ngày mai chúng tôi sẽ là ngày mà chúng ta sẽ thử những cái món bánh chưng bánh tét do 7 nhóm trên. Chúng ta sẽ xem thử ai sẽ là người chiến thắng và ai sẽ là có món bánh chưng bánh tét ngon nhất. Mời quý vị đón theo dõi.